Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 313 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mời sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, mục tiêu của liên minh bọn Trung Nhạc lần này là đối phó với Tiên Thiên Tà Đế. Hết thảy những ân oán nhân quả khác đều phải đợi sau khi chuyện này chấm dứt. Hiện tại chưa phải là thời gian để mà tính toán. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên sẽ không đối phó với Trung Nhạc. Thiên còn cần Trung Nhạc tới khởi luân hồi đằng, hoàn thiện vũ trụ đại luân hồi. Mà Tiên Thiên Tà Đế hiện tại chính là địch nhân chung của bọn họ. Thiên từ trong thế giới thiên đạo của Trung Nhạc chậm rãi đi ra, để một ngón tay lên trên lòng bàn tay của Tiên Thiên Tà Đế. Cánh tay Tiên Thiên Tà Đế chấn động kịch liệt, rụt nhanh trở về. Trong lòng bàn tay xuất hiện một lỗ thủng nho nhỏ, trước sau thông thấu. Thiên Tiểu Nhi, ngươi rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả, lỗ thủng trong lòng bàn tay khép lại liền biến mất. Hắn chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, xem ra thương thế của ngươi đã lành lại không ít rồi. Đạo thương mà Phục Vân Đạo Tôn lưu lại cho ngươi vẫn luôn ảnh hưởng tới ngươi, khiến cho ngươi không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Người hắn là đã mượn lực lượng đại điển tế tử, tế thiên do Mục Tiên Thiên cử hành đại tử vi. Lúc này mới khiến cho thương thế của ngươi khôi phục nhanh như vậy. Ngữ khí của hắn châm chọc nói, bản lĩnh của ngươi cũng chỉ tầm thường chẳng ra gì cả. Bất quá chỉ là tiên thiên thần do sinh linh hậu thiên tế tự sinh ra, chỉ là ngụy thần mà thôi. So với tiên thiên thần chân chính, ngươi vẫn còn kém xa rất nhiều. Trong thân thể của hắn truyền ra những thanh âm pang pang. Từng khỏa tà nhãn từ trong cơ thể chui ra, nhao nhao mở mắt. Trong mỗi một khỏa tà nhãn đều mọc ra một cái miệng. Toàn bộ những cái miệng này đồng thời đều mỉm cười nói, người bất quá chỉ là ngụy thần do lực lượng tế tự của sinh linh hậu thiên hình thành, là giả thần do văn lộ đồ đằng ngưng tụ ra mà thôi. Căn bản không đạt tới được trung cực của đạo diệu. Chúng sinh thành tựu ngươi nhưng cũng đã hạn chế ngươi. Ngươi không phải đạo thần chân chính, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành đạo thần chân chính được. Nếu chúng sinh mục nát, người cũng sẽ mục nát theo chúng sinh mà thôi. Nếu chúng sinh diệt vong, người cũng sẽ diệt vong theo chúng sinh. Các thần vương do tiên thiên sinh ra như chúng ta đây, có thể sáng tạo ra vô số chúng sinh, có thể hủy diệt vô số chúng sinh. Nếu người chọc giận ta, ta sẽ diệt tuyệt toàn bộ sinh linh hậu thiên trong thiên hạ. Chúng sinh diệt tuyệt, người cũng sẽ diệt tuyệt. Sau đó ta lại tái tạo càn khôn, tái tạo chủng tộc hậu thiên, một lần nữa thống trị vũ trụ càn khôn kìa. Đám người Trung Nhạc, Ương Tôn Đế và Vũ Uy Đế nghe hắn nói vậy sắc mặt đại biến. Tiên Thiên Tà Đế không khỏi cũng quá tà ác rồi. Bất quá biện pháp mà Tiên Thiên Tà Đế vừa mới nói kia quả thật chính là biện pháp tốt nhất để đối phó với Thiên. Thiên vì chúng sinh mà sinh ra, nếu chúng sinh diệt tuyệt, vậy Thiên cũng sẽ không còn tồn tại. Cái khái niệm Thiên này cũng sẽ vì vậy mà biến mất, tự nhiên là không thể tồn tại được nữa. Mà Tiên Thiên Tà Đế nói chúng sinh hậu Thiên là do Tiên Thiên Thần đã sáng tạo ra, lời này cũng không sai. Thuở ban sơ trong vũ trụ chỉ có tiên thiên thần ma, không có sinh linh hậu thiên gì cả. Bởi vì tiên thiên thần ma cảm thấy tịch mịch, đã dùng thủ đoạn tạo vật sáng tạo ra rất nhiều chủng tộc cung dưỡng chính mình. Về sau lại có Lôi Trạch và Hoa Tư thông hôn, dùng thủ đoạn sinh dục sáng tạo ra đại toại. Đây chính là hai loại thủ đoạn sáng tạo ra vô số chúng sinh. Nếu chúng sinh diệt tuyệt, vậy tiên thiên thần ma quả thật vẫn có thể một lần nữa tái tạo chúng sinh. Tả đế, ngươi không phát hiện ra sao? Ngày hôm nay khí số của ngươi đã tận rồi. Thiên chợt biến ra một khuôn mặt, một khuôn mặt không có bất kỳ đặc điểm gì, khiến cho người ta căn bản không thể nhớ được dung mạo của hắn. Hắn nhẹ giọng nói, khí số của ngươi đã tận, hiện tại đã tới lúc quy vị rồi. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả, toàn thân lan tỏa tà khí,
bao phủ tràn ngập thế giới thiên đạo nơi này. Hắn cười hăng hắc nói: "Khí số sao? Ta chính là khí số, Thiên Tiểu Nhi. Người bất quá chỉ là ngụy thần do một đám văn lộ đồ đằng cấp thấp ngưng tụ ra mà thôi, không gánh chịu được đại đạo tiên thiên. Hãy thử một chút tiên thiên tà đạo của ta xem nào." Tiên thiên tà đạo của hắn càng lúc càng cường hoành, càng lúc càng khủng bố, vậy mà đã xâm nhập vào trong cơ thể của Thiên, đồng hóa đại đạo trong cơ thể của Thiên. Ầm ầm, hai vị tồn tại đáng sợ va chạm với nhau, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, chấn cho thiên vực của thuyền bay lên thật cao. Trung nhạc trên của thuyền không ngừng di động, chỉ vài bước đã định trụ của thuyền. Ngẩng đầu quan sát trên không trung, chỉ thấy 30 kiện bảo vật thiên đạo đột nhiên thoát ly khỏi sự trưởng khống của đám thiên đạo thân kia. Từng kiện bảo vật thiên đạo bộc phát ra thiên uy bát ngát, theo nhất cử nhất động của Thiên oanh kích về phía Tiên Thiên Tà Đế. Thiên mới là chủ nhân chân chính của bảo vật thiên đạo, cho dù thiên đạo thân có lòng muốn trưởng khống đám bảo vật thiên đạo này cũng không có khả năng, chỉ có thể mặc cho Thiên mà khống chế. Bộ dạng bọn họ càng lúc càng không chịu nổi, lúc trước bọn họ bị Thiên Tâm khống chế, vừa rồi lại bị Tiên Thiên Tà Đế khống chế, nhưng hiện tại Thiên đã trực tiếp cướp đoạt quyền trưởng khống của bọn họ đối với bảo vật thiên đạo. Lúc này thế giới thiên đạo đã hoàn toàn rơi vào sự trưởng khống của Thiên. Hỗn Nguyên Đại La Kiếm chia ra làm 50 phần, 50 thanh kiếm không ngừng chấn động chém về phía Tiên Thiên Tà Đế. Từng thanh Hỗn Nguyên Đại La Kiếm mạnh mẽ chém xuống, ngay sau đó bay lên, quay trở về vị trí ban đầu, vẫn như cũ tạo thành trạng thái Hỗn Nguyên Đại La. Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư soạt soạt bay lên, mỗi khi quyển lật sang một trang, lại có một phiến thế giới từ từ bay lên không trung, đánh về phía Tiên Thiên Tà Đế. Thiên Thủy Thái Cực Ấn không ngừng di chuyển, treo cao trên đỉnh đầu Tiên Thiên Tà Đế. Âm Dương Ngư ngang dọc thổi quét, không ngừng trùng kích Tiên Thiên Tà Đế. Còn bốn tòa thiên môn Đông Nam Tây Bắc lại trở thành thông đạo của Thiên. Hắn tiến vào Nam Thiên Môn, sau một khắc đã đi ra từ Bắc Thiên Môn, tiến về Tây Thiên Môn, lại đi ra từ Đông Thiên Môn, xuất quỷ nhập thần, khó lòng mà phòng bị. Trong Huyền Nữ Bát Phong Cung thì thổi ra bát phong, khai hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử. Thiên phong phiến trong cung không ngừng quạt gió, từ trong bát môn này thổi ra. Bát môn bát phong thổi tới mức thiên hôn địa ám. Còn thiên võng không ngừng phóng ra rơi xuống, thu lưới, nỗ lực thu Tiên Thiên Tà Đế vào bên trong lưới. Quy tước bay lên, long phượng lái xe, thiên cầm, thiên âm trượng ở trong tay, đầu trượng nâng lên minh nguyệt, đứng dựa lưng vào thiên dương bệ. Trong điện, cất chứa đại nhật, uy năng của các loại bảo vật thiên đạo nhất tề đều mở hết, đại chiến với Tiên Thiên Tà Đế. Tiên Thiên Tà Đế giống giận một tiếng, cho dù hắn là thần vương thái cổ, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng dưới sự công kích của nhiều bảo vật thiên đạo như vậy, cũng chật vật đến không chịu nổi. Từng khỏa tà nhãn ở trên người đại phóng quang mang, tà xung hữu đột, nhưng vẫn không ngừng có tà nhãn bị đánh mù, tà nhãn trên người cũng càng lúc càng ít đi. Bất quá, Tiên Thiên Tà Đạo của hắn cũng đang quấy nhiễu Thiên, khiến cho khí tức của Thiên đang dần dần chuyển biến về phía tà ác, tà khí trên người càng lúc càng nặng. Không chỉ như vậy, hắn còn đang công kích đạo vết thương trên người Thiên kia, đó là tử huyệt duy nhất của Thiên, là vết thương do Phục Vân Đạo Tôn lưu lại, không thể chữa trị. Lại cộng thêm lúc trước Trung Nhạc dụ dỗ Thiên tiến về tổ đình, cấp cho hắn một đả kích ngoan độc, khiến cho đạo vết thương trên người Thiên này lại càng nặng thêm. Tiên Thiên Tà Đế tập trung vào đạo vết thương này, không ngừng tiến công về phía nó, khiến cho đạo vết thương tiếp tục nặng thêm. Thực lực của hắn quả thật không bằng Thiên, thế nhưng tử huyệt của Thiên đã bị Phục Vân Đạo Tôn đánh dấu, cũng cấp cho hắn hy vọng chiến thắng, khiến cho Thiên tại thời điểm tiến công có chút bó tay bó chân. May mà có đạo vết thương do Phục Vân Đạo Tôn kia lưu lại, bằng không ta đã sớm thua rồi. Trong lòng của Tiên Thiên Tà Đế lại có chút cảm kích đối với Phục Vân Đạo Tôn, đồng thời cũng có chút thất kinh. Thực lực của Thiên Tiểu Nhi tiến bộ quá nhanh, thật không hổ là đứng đầu trong tế tự thiên thiên thần mà. Mục Thiên Tử, Thiên Thừa Tướng, nếu đã là liên thủ, sao lại ở một bên ngồi xem như vậy? Đột nhiên, thanh âm của Thiên chợt vang lên. Trung Nhạc có chút đau đầu, phóng xuất đám người Mục Tiên Thiên, Bích Lạc Thiên Sinh. Chỉ thấy, đám người ai nấy đều bị trọng thương, không còn lại bao nhiêu chiến lực cả. Trung Nhạc nói: "Bệ hạ, hiện tại chúng ta còn tham chiến nữa không?" Mục Tiên Thiên nghiêm giọng nói: "Bảo vệ tiểu trừ Tà Đế, chấm không thể không có trách nhiệm được." Dứt lời, nàng liền ba thể hợp nhất giết về phía trước. Bích Lạc Tiên Sinh, Ngục Chủ Thiên Ngục cũng mạnh mẽ giết về phía trước, tới khởi Thiên Ngục và Thiên Phạt hợp lực vây công Tiên Thiên Tà Đế.
Vũ Uy Đế dãy dụa đứng dậy, thế nhưng lại không đứng lên nổi. Huyền Kỳ Nhị Đế, Thái Phùng Đế, Ương Tôn Đế cũng đều trọng thương không đứng lên nổi. Thương thế của Táng Linh Thần Vương và Phong Ngữ Trung thật ra là nhẹ hơn một chút, thế nhưng cũng không nhẹ hơn là bao nhiêu. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, nhìn về phía Trường Sinh Đế rồi lên tiếng hỏi: "Trường Sinh sư huynh, sao ngươi không giúp bọn họ hồi phục một chút đi?" Trường Sinh Đế thoáng chần chừ một chút, giơ tay bẻ mấy nhánh cây từ trên người chính mình, trên mỗi một nhánh cây đều có một quả thánh quả, đưa cho đám người rồi thở dài nói: "Ta cũng bị trọng thương, hiện tại lại tổn hao tu vi tinh khí giúp các vị chữa thương, sợ rằng khó có thể tái chiến, xin thứ cho ta cáo lui trước một bước vậy." Chư đế ăn vào thánh quả, cảm thấy tu vi của chính mình rất nhanh đã khôi phục, đại đạo vỡ nát liên tiếp lại, thương thế trên cơ thể cũng nhanh chóng khỏi hẳn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bọn họ nhìn thấy khí tức Trường Sinh Đế uể oải, rối rít nói: "Trường Sinh sư huynh khổ cực rồi, ngươi về trước nghỉ ngơi một chút đi thôi." Trường Sinh Đế chắp tay cáo lui, lướt nhìn Trung Nhạc một cái, chỉ thấy Trung Nhạc vẫn như cũ, sinh khí dồi dào, mặc dù không có phục dụng thánh quả, tinh lực cũng dồi dào tới mức không hợp lý, khiến cho người ta chật chật lấy làm kỳ lạ. "Đúng rồi, hắn có gốc linh căn thứ 9 luân hồi đằng kia, có thể luân hồi không thôi, không cần thánh quả của ta cũng có thể nhanh chóng hồi phục." Trường Sinh Đế xoay người rời khỏi, thân hình đột nhiên vặn vẹo, ẩn vào trong không gian cực kỳ quỷ dị, xuyên qua thế giới thiên đạo do 30 kiện bảo vật thiên đạo kia hình thành, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trung tâm của Tà Đế Cung là thế giới thiên đạo, ngoại vi chính là vô số tòa cung điện. Rất nhiều đệ tử tiên thiên Tà Đế vần quanh bên ngoài thế giới thiên đạo, đang nỗ lực công phá hàng rào thế giới thiên đạo. "Tiên thiên Tà Đế ẩn giấu thánh dược ở nơi nào đấy?" Đông đảo đệ tử tiên thiên Tà Đế nhào tới. Trường Sinh Đế quét sạch dáng vẻ uể oải vừa rồi, thần thái trở nên vô cùng sáng láng, vẫn như cũ đảo mắt quan sát bốn phía, mặc cho đám đệ tử tiên thiên Tà Đế kia giết tới. Phốc phốc phốc. Đột nhiên trong không gian xung quanh hắn chợt phóng ra vô số sợi rễ, nhao nhao xuyên thấu từng gã đệ tử tiên thiên Tà Đế. Đám sợi rễ kia nhanh chóng hút khô đám đệ tử tiên thiên Tà Đế này, chỉ lưu lại từng cái túi da không ngừng phiêu đãng trong gió. "Cướp đoạt Tà Đế Cung có thể đạt được không ít thánh dược, nếu có thời gian còn có thể đi cướp đoạt bảo khố của đám tồn tại bọn Mục Tiên Tiên, Kim Mô Thần Đế và Vũ Uy Đế kia. Đáng tiếc thời gian đã không còn kịp nữa rồi." Lúc này trong thế giới thiên đạo, Trung Nhạc và Phong Hữu Trung liên thủ với Chư Đế cùng với Thiên hợp lực với công tiên thiên Tà Đế. Xu hướng suy tàn của tiên thiên Tà Đế càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên thân thể tôn thần vương thái cổ này chợt lăn tròn một vòng, hiện ra chân thân, lại là một quả nhãn cầu cực đại. Bên trong quả nhãn cầu là vô số quả nhãn cầu nhỏ, giống như vô số con mắt kép vậy, phản chiếu thân ảnh của đám người ở bên trong đấy. Quả nhãn cầu tà ác này xoay tròn trên không trung, vô số đạo tà quang xạ tuyến kích xạ ra bốn phương tám hướng, đánh bay đám người. Cho dù là Thiên cũng không dám mạnh mẽ đón đỡ một kích mạnh nhất này của hắn, thân thể không thể không bay lên tương dung với thế giới thiên đạo. Mà quả nhãn cầu cự đại kia cũng bay lên, phóng thẳng về phía thiên ngoại, nỗ lực xông phá thế giới thiên đạo. Thiên võng đột nhiên phủ xuống, bao trùm lên chân thân của tiên thiên Tà Đế. Trong quả nhãn cầu tà ác kia truyền ra thanh âm chửi rủa, ngay sau đấy 50 thanh Hỗn Nguyên Đại La kiếm đâm vào trong lưới cắm lên trên quả nhãn cầu kia. Thình thịch, thình thịch. Quả nhãn cầu cự đại đột nhiên nổ tung, biến thành vô số quả tà nhãn văng bắn ra bốn phía. Đám người nhao nhao xuất thủ đánh nát đám tà nhãn kia. Đột nhiên lại có vô số quả tà nhãn tổ hợp lại giữa không trung, biến thành một tấm gương sáng. Kính quang kích xạ bốn phía, quét ngang hết thảy. Những nơi kính quang đi qua, đám người đẫm máu bay ngược về phía sau. "Ta là bất tử, là bất tử." Tấm gương do vô số quả tà nhãn kia cấu thành vừa mới nói ra lời này đột nhiên bị Huyền Hoàng Sơn đập nát. Vô số quả tà nhãn tung bay phóng chạy bốn phía. Trong mỗi một quả tà nhãn đều có một đạo thân ảnh phảng phất như là bóng ảnh vậy, không ngừng di chuyển trong đám nhãn cầu kia. Đột nhiên thiên bình chợt treo cao trên không trung, đám tà nhãn kia nhao nhao bị thu vào trong bình, một cái cũng không thể chạy thoát được. Thiên giơ tay lên, thiên bình rơi vào trong tay, thoáng thôi động một chút, tất cả tà nhãn trong thiên bình nhất thời nhao nhao tiêu tan, biến thành tro bụi. "Tiên thiên Tà Đế rút cuộc đã chết rồi." Trung Nhạc và Chư Đế đều thở phào nhẹ nhõm một cái, toàn thân đám người đều là máu, toàn thân đều là thương tổn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra nụ cười khổ, đều nhìn thấy sự chật vật của mọi người. Lần này giết chết tiên thiên Tà Đế thật sự quá gian nan. 45 tồn tại đế cấp
hợp lực bao vây Tiêu Trừ, lại suýt chút nữa toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả Thiên cũng không thể nhúng tay vào trận chiến này. Nếu không phải Trung Nhạc dùng bảo vật thiên đạo do chính mình luyện chế diễn biến thế giới thiên đạo mời Thiên tới, vậy hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Hiện tại Tiên Thiên Tà Đế cuối cùng cũng đã bị bọn họ đánh chết. Giết chết một tôn thần vương thái cổ, cho dù là mượn lực lượng của Thiên, thành tựu bậc này cũng đã đủ để mà tự ngạo rồi. Đương nhiên, so với thời đại của Phục Mân Đạo Tôn, thành tựu của bọn họ liền bé nhỏ đến không đáng kể. Cuối thời đại Phục Mân Đạo Tôn, thần vương thái cổ đã chết nhiều tới mức thậm chí khiến cho thần hậu nương nương trốn ở trong cổ địa vực thần tàng cũng có chút hồi hộp run rẩy. Tiên Thiên Tà Đế cuối cùng cũng đã chết rồi. Thiên cũng không khỏi trầm tĩnh lại, thân thể đột nhiên tương dung với bầu trời, nhanh chóng biến mất. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nhất thời biết rõ mục đích của Thiên. Hắn vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này là muốn đi tìm Tiên Thiên Thánh Địa, sinh ra Tiên Thiên Tà Đế. Ở nơi đó, Tiên Thiên Tà Đạo đang một lần nữa dưỡng dục lại Tiên Thiên Tà Đế, khiến cho Tiên Thiên Tà Đế phục sinh. Tiên Thiên Tà Đế vừa mới phục sinh sẽ vô cùng suy yếu, sẽ dễ dàng bị Thiên khống chế. Sau khi khống chế Tiên Thiên Tà Đế, liền sẽ có thể khống chế Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế, mà chỉ cần khống chế Thần Ma Nhị Đế liền sẽ trưởng khống cả vũ trụ cổ lão này. Đây chính là mưu đồ của Thiên. Tiên Thiên Tà Đế đã chết, 30 thiên đạo thân kia nhất thời không còn bị tà niệm của Tiên Thiên Tà Đế ảnh hưởng, tâm cảnh thiên tâm khôi phục trở lại. Bọn họ nhau nhau thu lại bảo vật thiên đạo, thế giới thiên đạo nhất thời liền tản đi. Đám người chật vật đi ra khỏi nơi này, đảo mắt nhìn lại, không khỏi thoáng ngẩn người, chỉ thấy Tà Đế cung vắng tanh vắng lạnh, khắp nơi đều là ngói vỡ, gạch nát, một đống hỗn độn, hết thảy đám đệ tử Tiên Thiên Tà Đế cũng đều không cánh mà bay. Lẽ nào đám gia hỏa này biết rõ Tiên Thiên Tà Đế đã chết, cho nên cây đổ bầy khỉ tan hay sao? Trong miệng của Vũ Uy Vương không ngừng chảy máu, lại cười ha hả nói. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, đám đệ tử Tiên Thiên Tà Đế chạy mất rồi, ngược lại cũng thôi, quan trọng là đám đệ tử Tiên Thiên Tà Đế kia sẽ không đập phá Tà Đế cung tan tành tới mức như vậy. Cướp đoạt nơi này. Mục Tiên Thiên hạ lệnh, đám người Vũ Uy Đế, Thái Phùng Đế lập tức chia ra tìm kiếm khắp nơi, nỗ lực tìm kiếm bảo khố của Tà Đế cung. Thân là thần vương thái cổ, bảo bối thu thập bảo tồn nhất định là nhiều tới đáng sợ. Nếu có thể tìm kiếm ra, dùng chúng để bổ khuyết cho quốc khố của đế triều, tất nhiên sẽ có thể khiến cho đế triều vạn năm không lo ăn uống. Bảo khố của Tiên Thiên Tà Đế cũng đã sụp đổ rồi. Thái Phùng Đế tìm được bảo khố của Tà Đế cung, kinh hãi nói, không biết là kẻ nào đã nhanh chân tới trước, quét dọn sạch sẽ nơi này tới không còn một mảnh rồi. Mục Tiên Thiên giận tím mặt nói, Tà Đế khẳng định không chỉ có một tòa bảo khố này, tiếp tục tìm cho ta. Đám người tiếp tục tìm kiếm, Trung Nhạc cũng lệnh cho đám người Huyền Kỳ Nhị Đế, Táng Linh Thần Vương tìm kiếm một phen, cũng chỉ tìm thấy mấy tòa bảo khố đổ sụp, đều đã bị người ta cướp đoạt không còn, nửa điểm bảo vật cũng không còn lưu lại. Trường Sinh sư huynh đâu rồi? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy Trường Sinh Đế không ở nơi này, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là hành vi của hắn ta sao? Thủ đoạn cướp đoạt nơi này so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Không biết trong bảo khố của Tiên Thiên Tà Đế có vũ trụ nguyên dịch hay không đấy. Nếu là có, vậy hắn cũng đã rơi vào trong tay của hắn ta rồi. Đám người tìm kiếm thật lâu cũng không có kết quả. Sắc mặt ba tôn chân thân Mục Tiên Thiên nhất thời âm trầm xuống, đảo mắt quan sát bốn phía, tìm kiếm thân ảnh của Trường Sinh Đế. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ tới có khả năng là hành vi của Trường Sinh Đế. Cũng có thể là đã bị đám đệ tử Tiên Thiên Tà Đế cướp đi rồi. Bích Lạc Tiên Sinh có chút suy tư nói, bọn họ lo lắng chúng ta chiếm lĩnh nơi đây, cho nên đã phá hủy Tà Đế cung. Có khả năng này. Mẫu thể Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng, thần sắc khôi phục lại bình thường, mỉm cười nói, đều là chút ngoại vật, đã mất thì cứ mất đi. Chư quân, trận chiến này cực kỳ gian nan, đã hao phí của chúng ta không ít thời gian rồi, vẫn là tự dẹp đường hồi phủ, chậm rãi điều dưỡng đi thôi. Chân thân ma đạo của nàng cười ha hả nói, chúng ta cứ việc ngồi xem Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế của vũ trụ cổ lão mạnh mẽ xuất thủ, đợi tới lúc bọn họ giết không kịp ngơi tay, chúng ta lại tới thu thập tàn cục vậy. Chư quân, tương lai vẫn còn một trận chiến nữa kìa. Chân thân thần đạo của nàng cũng mỉm cười nói. Trung Nhạc tha thiết lên tiếng, bệ hạ, Bích Lạc tiên sinh, Tử Vi đường xá xa xôi, không bằng đi tới chỗ của ta nghỉ chân một chút đi, nghỉ ngơi một chút điều dưỡng mấy ngày vậy. Lão thần thân là địa chủ,
tự nhiên là sẽ ân cần khoản đãi, tuyệt không dám chậm trễ chút nào. Sắc mặt của Bích Lạc tiên sinh và Mục Tiên Tiên nhất thời đen lại. Hiện tại tặc nhân phản cốt còn muốn khiến cho chấm tự chui đầu vào lưới, lòng dạ hiểm độc, trái tim đen tối mà. Bích Lạc tiên sinh thì cười ha hả, nhã nhặn chối từ, lập tức cùng với 30 thiên đạo thân và ngục chủ thiên ngục đi xa. Mới đi được một đoạn, 30 thiên đạo thân kia đột nhiên đều tự tách ra, biến thành từng đạo lưu quang biến mất ở những phương hướng khác nhau bên trong tinh không. Mỗi người bọn họ đều có thân phận bất đồng, sau trận chiến lần này, bọn họ vẫn phải quay trở lại thế lực của chính mình. Bệ hạ thật sự không ghé chỗ của lão thần ngồi một chút hay sao? Trung Nhạc ân cần hỏi. Mục Tiên Thiên chừng mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên bật cười, lắc lắc đầu. Người nhà thừa tướng, thanh sơn vẫn còn, nước biếc vẫn cháy, hy vọng lần sau gặp lại, quân thần chúng ta vẫn còn có thể hài hòa như vậy. Dứt lời, nàng liền dẫn người rời đi. Trong Tả Đế cung chỉ còn lại đám người Trung Nhạc, Phong Hiếu Trung, Táng Linh Thần Vương, Huyền Kỳ Nhị Đế và Kim Ô Thần Đế. Tiên Thiên Tả Đế thật sự đã chết rồi sao? Kim Ô Thần Đế lại lộ ra thần sắc mê mang, lắc lắc đầu, sau đó cười khổ nói. Ta thân là thần vương, vậy mà liên thủ với các ngươi đối phó với một tôn thần vương thái cổ. Táng Linh Thần Vương cũng cảm khái đồng dạng, cảm xúc của hắn so với Kim Ô Thần Đế còn sâu sắc hơn. Dù sao, hắn cũng có ý thức của Táng Địa Thần Vương. Táng Địa Thần Vương chính là tồn tại cùng thời đại với Tiên Thiên Tả Đế, cũng là một tôn thần vương thái cổ. Tiên Thiên Tả Đế... Hắn lắc lắc đầu, chỉ nói tới đây liền không nói tiếp nữa. Trung Nhạc tế khởi thiên dực cổ thuyền, để cho đám người lên thuyền. Mọi người lên trên thuyền, Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền đảo mắt quan sát bốn phía, rồi tự lẩm bẩm: thật sự không tìm được một tòa bảo khố nào nữa hay sao? Ồ. Thân thể của hắn khẽ động, vội vàng bay lên thật cao, nhìn xuống Tà Đế cung phía dưới. Hắn quan sát một lúc thật lâu, đột nhiên chợt thôi động thiên dực cổ thuyền, gào thét lên cao. Chiếc cổ thuyền bay lên càng lúc càng cao, cách Tà Đế cung cũng càng lúc càng xa. Đám người không hiểu ý hắn, chỉ thấy chiếc cổ thuyền bay lên tới địa phương cực hạn, lúc này mới dừng lại được. Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, một quyển thần ma thái cực đồ trong mi tâm bay ra, bình bình mở lên, hư hư chiếu rọi xuống phía dưới. Hai tay Trung Nhạc khẽ chụp xuống dưới, từ từ di chuyển, thay đổi phương vị của thần ma thái cực đồ, tiến hành những điều chỉnh chi tiết. Hắn không ngừng thay đổi phương vị chi tiết của thần ma thái cực đồ. Mười ngón tay linh hoạt ba động, thay đổi phương vị của song ngư trong thái cực đồ. Kim Ô Thần Đế nghi hoặc hỏi: cô gia đang làm cái gì vậy? Cổ hắn khá dài, thò đầu nhìn qua, liền thoáng ngẩn người, chỉ thấy quyển thần ma thái cực đồ này của Trung Nhạc và vũ trụ cổ lão ở phía dưới, vậy mà trọng điệp lại với nhau. Các tinh hệ của vũ trụ cổ lão đều đã biến thành thân thể của song ngư thần ma, giống như đám lân phiến trên thân cá vậy, mỹ diệu trọng điệp với thái cực đồ, không có nửa điểm sai lầm. Đám người Táng Linh Thần Vương, Huyền Kỳ Nhị Đế cũng tiến lên phía trước quan sát thái cực đồ của Trung Nhạc, ai nấy đều chực chực lấy làm kỳ lạ. Trung Nhạc tinh tế cảm ứng thần ma thái cực đồ, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, thanh âm có chút khàn khàn nói: các vị, các người có cảm giác được không? Cảm giác được cái gì? Phong Ngữ Trung nghi hoặc không hiểu hỏi. Thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão cũng không có bởi vì Tiên Thiên Tả Đế đã chết đi mà mất đi cân bằng. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói: chỉ cần Tiên Thiên Tả Đế tử vong, vậy thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ sẽ liền giao hòa, từ đó phát sinh va chạm xung đột. Bởi vậy, thần đạo và ma đạo nhất định sẽ mất cân bằng. Thần ma mất cân bằng, khắc chế thôn phệ lẫn nhau. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế cũng sẽ vì vậy mà mạnh mẽ xuất thủ. Nhưng hiện tại, thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ cũng không có mất cân bằng. Điều này nói rõ... Sắc mặt của Phong Hữu Trung khẽ biến, nhất thời tỉnh ngộ lại. Huyền Kỳ Nhị Đế nghi hoặc hỏi: nói rõ cái gì? Mà vào lúc này, một mảnh thiên khung đang phi tốc di động. Theo thiên khung di chuyển, còn có một đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình nữa. Thiên đang cực nhanh bay đi, chạy tới Tiên Thiên Thánh Địa, sản sinh ra Tiên Thiên Tả Đế. Tả Đế, căn cơ của ngươi đã bại lộ, sớm đã bị ta do thám được rồi. Đột nhiên, thiên khung chợt giống như đụng phải vật vô hình gì vậy, đang điên cuồng chui vào trong vật vô hình kỳ quái kia. Thiên khung bắt ngát vô biên trong khoảnh khắc đã chui vào trong vật vô hình kia. Tiếp theo, thiên khung xuất hiện trong một tòa thánh địa tà đạo hạo hãn rộng lớn. Nơi này chính là thánh địa Chí Tà, sinh ra Tiên Thiên Tà Đế,
khắp nơi đều tràn ngập tiên thiên tà đạo. Các loại đại đạo mặt trái như nguyền rủa, oán niệm, sợ hãi, bi thương, giảo quyệt, tử vong, ác độc, toàn bộ đều tụ tập tại nơi đây. Tà đế! Thiên khung đột nhiên ngọ nguậy, giống như chất dịch chảy xuống, rơi xuống đất, liền biến thành một gã nam tử không có khuôn mặt, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: Người sắp sửa phục sinh rồi sao? Ngươi hẳn là không có ngờ tới ta vậy mà có thể tìm tới nơi này. Hiện tại ngươi rơi vào trong tay của ta rồi, vũ trụ cổ lão đối với ta liền sẽ dễ như trở bàn tay. Ồ! Khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của Thiên đột nhiên khẽ vặn vẹo, vội vàng phi thân bay lên, nhanh chóng bay lượn một vòng trong tòa thánh điện chí tà này. Tìm kiếm một phen, khuôn mặt càng lúc càng vặn vẹo, tạo thành rất nhiều nếp gấp nhỏ. Một lúc sau, Thiên đáp xuống trên mặt đất, lẩm bẩm: Hảo thủ đoán, thật là hảo thủ đoán. Trên cổ thuyền, Trung Nhạc cũng gần giọng từng chữ: Cái này nói rõ, tiên thiên tà đế vẫn còn sống kìa. Hắn định thần trở lại, nhìn về phía Phong Hữu Trung. Phong Hữu Trung lập tức hiểu ý, sắc mặt bình tĩnh nói: Tiên thiên tà đế quả thật đã bị thiên luyện chết rồi, thiên không có khả năng thất thủ. Tiên thiên tà đế nhất định là đã chết. Hiện tại, tiên thiên tà đế bất quá chỉ vừa mới chết đi. Đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ vẫn còn chưa kịp phản ứng, sao có thể lập tức bởi vì thần ma mất cân bằng mà đại đạo xung đột được? Sư đệ, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Trung Nhạc tế khởi từng kiện bảo vật thiên đạo, bố trí giống như 30 thiên đạo thân, bố trí thế giới thiên đạo vậy. Dùng Huyền Hoàng Sơn làm trung tâm, Thiên Tâm Châu làm kỳ điểm vũ trụ, lặng yên không một tiếng động bố trí thế giới thiên đạo, rồi mỉm cười nói: Ta cũng cảm thấy chính mình có chút quá đa nghi rồi, bất quá không thể không đề phòng. Tiên thiên tà đế dù sao cũng là thần vương thái cổ, nói không chừng vẫn chưa chết thì sao đây? Nếu hắn đã chết tự nhiên là tốt nhất, nếu hắn chưa chết vậy thì hậu hoạn khôn cùng. 30 kiện bảo vật thiên đạo bố trí hoàn thành, Trung Nhạc khẽ nháy mắt một cái, lập tức thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo. Thế giới thiên đạo nhanh chóng hình thành, thân hình Phong Hữu Trung lóe lên, chui vào trong thế giới thiên đạo, sau đấy nhanh chóng lấy ra từng khỏa tà nhãn, ném vào trong thế giới thiên đạo. Thân hình lập tức lui về phía sau quát lớn: Chư quân đề phòng! Đám người lập tức như lâm đại địch, vần quanh bên ngoài phiến thế giới thiên đạo nho nhỏ này, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Từng khỏa tà nhãn kia lặng lặng phiêu phù trong thế giới thiên đạo. Trung Nhạc khẩn trương vạn phần, mỉm cười nói với đám tà nhãn kia: Tiên thiên tà đế quả nhiên là bất phàm, vậy mà đã lường trước được chính mình chắc chắn sẽ thất bại, không thể nghi ngờ, cho nên sớm đã thoát thân, vứt bỏ chân thân của chính mình, tàn chi trọng sinh, cũng không thể nói là tàn chi, bản thân ngươi chính là một khỏa nhãn đồng, mỗi một khỏa nhãn đồng đều là bản thể chân chính của ngươi. Đám tà nhãn kia vẫn như cũ lặng lặng phiêu phù ở nơi đấy, không chút cử động, tựa hồ không có bất cứ ý thức gì. Trung Nhạc tiếp tục nói: Người giấu giếm được người khác nhưng không thể lừa gạt được ta đâu. Ta thần ma đồng tu, hơn nữa còn dùng vũ trụ cổ lão làm khuôn bán để xây dựng thái cực đồ của ta. Bất luận hướng đi gì của hai đại đạo thần ma cũng đều không thể gạt được ta. Người tất nhiên là ẩn giấu trong đám tà nhãn mà Phong sư huynh đã gỡ xuống này. Người dù gì cũng là một tôn thần vương, nếu đã bị ta nhìn thấu sao còn không hiện thân đi. Đám tà nhãn kia vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ngư khí Trung Nhạc kinh ngạc nói: Lẽ nào ta đã đoán sai sao? Nếu đã như vậy, vậy thì hủy diệt hết thảy những tà nhãn này đi, thả giết lầm chứ không thể bỏ sót được. Hắn đang định thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo, đột nhiên một đạo thanh âm khẽ vang lên: Khoan đã nào! Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một quả tà nhãn đang phiêu phù trong thế giới thiên đạo nhỏ nhoi kia chợt động đậy, biến thành hình dáng của tiên thiên tà đế. Đám tà nhãn còn lại nhao nhao bay tới, rơi xuống trên người tiên thiên tà đế. Đám người trên cổ thuyền không khỏi giận cả tóc gáy. Huyền Kỳ Nhị Đế, Táng Linh Thần Vương, Kim Mô Thần Đế cũng có chút tim đập nhanh. Không ngờ tiên thiên tà đế thật sự vẫn còn sống. Bọn họ nhiều tồn tại cường hoành như vậy, liên hợp với đại đạo cao thủ như thiên bậc này, trăm cay nghìn đắng mới giết chết được tiên thiên tà đế, luyện cho hắn tan thành mây khói. Nào ngờ tiên thiên tà đế lại vẫn còn sống. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, đây cũng là chuyện đương nhiên. Bản thể của tiên thiên tà đế là một quả nhãn đồng, Phong Hữu Trung chui vào trong cơ thể của hắn, từ trong cơ thể của hắn móc ra một đám tà nhãn. Thời điểm đấy tiên thiên tà đế đã tiến hành thay mận đổi đào, man thiên quá hải, chuyển rời ý thức của chính mình vào trong một quả nhãn đồng ở trong đấy cũng là dễ dàng có thể làm được.
Nhưng nếu là như vậy, nói rõ Tiên Thiên Tà Đế đã sớm dự liệu được chính mình sẽ chiến bại, không có phần thắng. Bởi vậy mới dự định mượn tay Phong Hiếu Trung để mà thoát thân. Trí tuệ của tôn thần vương thái cổ này quả thật là phi phàm. Nếu không phải Trung Nhạc phát hiện hai đạo thần ma của vũ trụ cổ lão không có mất cân bằng, vậy hắn sẽ có thể ở giữa đường thống hạ sát thủ, chu diệt Phong Hiếu Trung, sau đó mà trốn chạy. Trung Nhạc đình chỉ thôi động thế giới thiên đạo, cười hăng hắc nói: Tả Đế, ngươi quả nhiên là ở đây. Tiên Thiên Tả Đế quan sát phiến thế giới thiên đạo nho nhỏ này, liên tục thở dài rồi lắc đầu nói: Khinh suất rồi, ta vẫn là quá khinh suất rồi. Tiểu quỷ phục khí thí, ngươi làm cách nào phát hiện ra ta vậy? Đúng rồi, là công pháp của ngươi. Công pháp của ngươi vô cùng kỳ lạ, là mô phỏng hình thái của vũ trụ cổ lão này, đồng tu hai đạo thần ma, dùng tà đạo làm giới tuyến phân cách thần ma. Sai rồi, là dịch đạo. Trung Nhạc khẽ xoay chuyển Tiên Thiên Thái Cực Đồ trước mặt chính mình. Thái Cực Đồ này là hai đạo thần ma và dịch đạo của hắn biến thành nói: Ta dùng Tiên Thiên dịch đạo làm long văn, phân tách hai đạo thần ma, quy nạp là một trình thể. Các chủng tộc thần ma trong vũ trụ cổ lão, thần tộc và ma tộc đều tự chiếm cứ một bộ phận tinh vực. Hai đạo thần ma đều luôn duy trì trong trạng thái cân bằng. Mà Tiên Thiên Tà Đạo của Tiên Thiên Tà Đế ngươi chính là đạo long văn duy trì cân bằng. Nếu ta rút đi đạo long văn trong Thái Cực Đồ, hắn nắm lấy Tiên Thiên dịch đạo trong Thái Cực Đồ nhẹ nhàng rút ra. Hai đạo thần ma trong Thái Cực Đồ nhất thể va chạm với nhau, yên diệt lẫn nhau, giao chiến một trận thảm liệt. Bất luận là thần tiêu hay ma chướng, hay là ma tiêu thần chướng, đều sẽ khiến cho Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế phải xuất động. Đây cũng là hậu quả tất nhiên sau khi diệt trừ Tà Đế đạo huynh sẽ tạo thành. Trung Nhạc bình thản nói: Sau khi ngươi chết rồi, thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão cũng không xuất hiện tình trạng xung đột, chỉ có thể nói rõ ngươi vẫn chưa chết thôi. Ngươi chưa chết đi, tự nhiên là tàn chi trọng sinh, mượn đám tàn nhẫn trong tay Phong Sư huynh kia mà chạy thoát đi. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả, tán thưởng nói: Tiểu quỷ được khen là đệ nhất chí tướng trong thiên hạ, quả thật phi phàm. Ta có thể man thiên quá hải, giấu giếm được thiên, nhưng lại không thể giấu giếm được ngươi. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả ta rời đi đây? Táng Linh Thần Vương đột nhiên nói: Tự nhiên là muốn Tà Đế Hạo Huynh ký kết khế ước hỗn độn với chủ công, sau này sẽ đi theo chủ công rồi. Tiên Thiên Tà Đế cười lạnh không thôi, lắc lắc đầu nói: Táng Linh, huynh đệ các ngươi không muốn mặt mũi là chuyện của huynh đệ các ngươi, bản thân ta vẫn còn muốn một chút mặt mũi kìa. Tiểu Phục Hy, điều kiện này ngươi vẫn là đừng mơ tưởng. So với thần phục ngươi, ta tình nguyện thần phục thiên. Thiên dù sao cũng là một vị tồn tại cường đại, cũng là một tôn tiên thiên thần. Thần phục hắn mặc dù cũng có chút mất mặt, nhưng thần phục ngươi sẽ càng mất mặt hơn. Ngươi bất quá chỉ là một tên Phục Hy, hơn nữa cũng là sinh linh hậu thiên, đổi điều kiện khác đi. Táng Linh Thần Vương giận dữ đang định phát tác, nhưng Trung Nhạc đã giơ tay lên ngăn cản hắn lại rồi mỉm cười nói: Ta tự nhiên là sẽ không buộc Tà Đế phải thần phục ta rồi. Tà Đế trước giờ làm nhiều việc ác như vậy, vô cùng tà ác. Ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng không quá yên tâm đâu. Thỏ khôn có ba háng, Tà Đế không phải là thỏ khôn, thế nhưng càng khôn hơn thỏ. Ngươi khẳng định không chỉ có một tòa bảo khố tại Tà Đế cung này, mà còn có những tòa bảo khố khác nữa. Đồ vật ta cần cũng không nhiều lắm đâu, toàn bộ vũ trụ nguyên dịch trong tay ngươi, còn có cảm ngộ về Tiên Thiên Tà Đạo. Nếu ngươi chịu cho ta, ta mặc cho ngươi rời khỏi, ý của ngươi như thế nào? Trong lòng Tiên Thiên Tà Đế cực kỳ tâm động, Huyền Kỳ Nhị Đế khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: Tiên sinh, không thể. Tiên Thiên Tà Đế chính là có thủ tất báo, lần này sống sót rời khỏi, tương lai tất nhiên sẽ tìm mọi cách trả thù chúng ta. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả nói: Hai tiểu nhi này nói không sai, ta nhất định sẽ trở về trả thù các ngươi. Về phần tìm mọi cách, các ngươi vẫn là đã nói thiếu rồi. Cái gọi là đánh tan thành tro bụi chính là nhẹ nhàng nhất rồi. Giết cửu tộc các ngươi cũng không đáng nhắc tới. Những thủ đoạn mà ta sẽ dằn vặt các ngươi căn bản không thể tưởng tượng được đâu. So với các ngươi tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Tiểu Phục Hy, ngươi còn muốn buông tha cho ta nữa không? Đây là tự nhiên. Trung Nhạc nghiêm mặt nói: Ta tuy không phải quân tử, nhưng nói chuyện từ trước tới nay vẫn là giữ lời. Chỉ cần ngươi đưa cảm ngộ về Tiên Thiên Tà Đạo và vũ trụ nguyên dịch mà ngươi thu thập được cho ta, ta sẽ mặc cho ngươi rời đi, quyết không truy sát, cũng không để cho toàn bộ thần ma kể cả đại đế dưới chứng ta truy sát ngươi đâu.
Sắc mặt của Huyền Kỳ Nhị Đế đại biến, sắc mặt Kim Ô Thần Đế cũng khẽ biến, thấp giọng nói: "Cô gia, Tiên Thiên Tà Đế gian hoạt giảo quyết, tất sẽ có thủ đoạn có thể khiến cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại như trạng thái đỉnh phong. Nếu để cho hắn chạy thoát được..." "Chim nhỏ, ngươi muốn chết sao?" Tiên Thiên Tà Đế hung ác nói. Kim Ô Thần Đế cười lạnh một tiếng rồi lên tiếng: "Hiện tại kẻ bị nhốt là ngươi, không phải là ta. Ngươi còn dám nổi nóng uy hiếp ta sao?" Táng Linh Tần Vương cũng khuyên nhủ: "Nếu không thể thu phục Tiên Thiên Tà Đế, vậy tốt nhất là nên giết chết hắn đi mà đoạn tuyệt hậu hoạn." Khuôn mặt Tiên Thiên Tà Đế dữ tợn, hung ác, liếm liếm hàm răng sắc bén, cười lạnh nói: "Tiểu nhi móc phân, ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết kìa. Ngươi không phải là đã móc phân 10 vạn năm rồi sao? Tương lai ngươi sẽ phải móc càng lâu hơn nữa kìa." Táng Linh Thần Vương giận tím mặt, tới khởi Táng Địa Thập Trọng Thiên, lạnh lùng nói: "Đợi một lát, trong này chính là nơi người vĩnh hằng nghỉ lại." Trung Nhạc nhìn về phía Phong Hữu Trung, Phong Hữu Trung lắc đầu nói: "Ta chỉ cần một quả tàn nhãn của hắn là được." Trung Nhạc gật đầu rồi mỉm cười: "Tà Đế, lại thêm một con mắt của ngươi nữa kìa." Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả: thống khoái, thành giao." Ánh mắt của hắn khẽ chuyển, rơi xuống trên người Huyền Kỳ Nhị Đế, Kim Ô Thần Đế và Táng Linh Thần Vương. Hắn cười hăng hắc nói: "Hai tiểu tử Huyền Kỳ, chim nhỏ, tiểu nhi móc phân, các ngươi có cảm giác cần cổ đột nhiên phát lạnh hay không vậy?" Sắc mặt của đám người kịch biến, trong lòng lo lắng bất an. Trung Nhạc lên tiếng thúc giục: "Đạo huynh, chính sự quan trọng hơn." Tiên Thiên Tà Đế không tiếp tục uy hiếp đám người nữa, thản nhiên nói: "Trước ký kết khế ước hỗn độn đi kìa." Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, bật cười một tiếng nói: "Đạo huynh đúng là cẩn thận, chẳng lẽ ngươi không tin kim ngôn ngọc khẩu của ta hay sao?" Tiên Thiên Tà Đế cười lạnh một tiếng nói: "Nếu người trong thiên hạ đều nói được làm được, còn cần định ra khế ước làm cái gì? Ngươi đừng nghĩ tới chuyện âm ta nữa đi." Trung Nhạc kế kết khế ước hỗn độn với hắn. Lúc này Tiên Thiên Tà Đế mới tính là miễn cưỡng yên tâm rồi lên tiếng nói: "Thỏ khôn có ba hang, ta đâu chỉ có ba hang đâu. Sự này ta biết rõ giang hồ hiểm ác, bởi vậy cất giấu trong Tà Đế cung của ta cũng không phải là những bảo vật mà ta xem trọng nhất kìa. Bảo bối chân chính ta đều cất giữ ở những địa phương khác nhau. Nơi đó Nguyên Nha yêu thích đào mộ, tích trữ bảo vật, ta cũng không kém. Cứ điểm bí mật của ta mặc dù không nhiều bằng hắn ta, thế nhưng số lượng cũng không thiếu. Vũ trụ nguyên dịch của ta là cất giữ trong một địa phương bí ẩn." Thiên dực của thuyền lặng lặng chạy, tinh tú trong tinh không hắc ám dần dần thưa thớt hơn. Trung Nhạc dưới sự chỉ điểm của Tiên Thiên Tà Đế không ngừng tiến về phía trước. Đột nhiên thiên dực của thuyền chợt lái vào một mảnh không gian hỗn loạn, chỉ thấy nơi này là một hiểm địa của vũ trụ cổ lão gọi là Loạn Không Lăng. Phiêu phủ khắp không gian ở nơi này đều là mảnh vỡ không gian và mảnh vỡ thời gian, vô số mảnh vỡ giống như từng tấm gương sáng, không có bất kỳ độ dày, di chuyển phiêu phủ không có trật tự, chỉ cần hơi chút lơ là sẽ có khả năng bị những mảnh vỡ này xé rách, hoặc cũng có khả năng rơi vào trong mảnh vỡ thời gian bị thời gian cắn nuốt. "Một hang ổ khác của ngươi chính là ở trong này sao?" Trung Nhạc thoáng ngần người hỏi. "Hiểm địa như vậy khẳng định đã từng có không ít cường giả tới đây tìm qua, bọn họ không phát hiện ra hang ổ của ngươi ở trong này hay sao?" "Bọn họ nghĩ muốn phát hiện ra, trừ phi tu vi thực lực của bọn họ mạnh hơn ta gấp trăm lần, hơn nữa có thể xuyên toa qua ức vạn mảnh vỡ thời không mà không bị lạc đường mới được." Tiên Thiên Tà Đế cười lạnh một tiếng, chỉ điểm Trung Nhạc tiến vào một mảnh vỡ không gian. Thiên dực của thuyền lái vào mảnh vỡ không gian kia, chỉ thấy trong mảnh vỡ không gian có vô số mảnh vỡ thời gian phiêu phủ khắp nơi. Tiên Thiên Tà Đế đã mắt quan sát, chỉ về một phía khối mảnh vỡ thời gian. Thiên dực của thuyền lái vào mảnh vỡ thời gian kia, trong lòng đám người trên đầu thuyền đều giật mình không thôi. Nhìn thấy tất cả mọi thứ ở nơi này đều cực kỳ cổ xưa, phảng phất như đã có mấy ức năm tuế nguyệt vậy. "Đây là một mảnh vỡ thời gian từ lúc vũ trụ vừa mới sinh ra, là do trụ quang thần vương đánh nát. Không cần nhìn, hiện tại chúng ta đã về tới thời điểm vũ trụ sơ khai rồi. Bất quá chỉ có khối mảnh vỡ thời gian này mới là thời điểm vũ trụ sơ khai mà thôi." Tiên Thiên Tà Đế lại nhìn về phía một mảnh vỡ không gian khác. Trung Nhạc một lần nữa thôi động cổ thuyền lái vào. Bọn họ một đường xuyên toa qua từng khối mảnh vỡ không gian và mảnh vỡ thời gian. Lúc này
đám người mới biết vì sao Tiên Thiên Tà Đế lại chắc chắn không kẻ nào có thể tìm được hang ổ này của hắn như vậy. Nơi này thật sự là quá bí ẩn, cho dù biết rõ Tiên Thiên Tà Đế ẩn giấu bảo vật của mình ở trong này cũng không thể nào tìm được tới đây. Những mảnh vỡ này hẳn là do Tiên Thiên Tà Đế đặc biệt thu thập từ trong từng phiến chiến trường đại chiến cướp đoạt tới, sau đó hết thảy cất giữ tại nơi này, đã tạo thành phiến địa phương hiểm ác loạn lăng không này. Bọn họ bay xuyên qua không biết bao nhiêu mảnh vỡ thời không, rút cuộc đi tới bảo khố của Tiên Thiên Tà Đế. Chỉ thấy mảnh vỡ không gian cuối cùng này cũng không lớn, phương viên chỉ có hơn 10 dặm, bên trong cất giữ mấy kiện bảo vật. Thần liệu hỗn độn sao? Kim Ô Thần Đế đột nhiên hét lên thất thanh, ngơ ngác nhìn về phía trước. Hắn cư ngụ trong thăng cốc, từng gặp qua không ít bảo vật tới từ hỗn độn. Trong hỗn độn hỏa hải, thường xuyên có bảo vật bị hỗn độn đánh lên trên mặt biển, nhưng nơi đó quá nguy hiểm. Với thực lực của hắn còn không thể tiến vào hỗn độn hải đi nhặt đám bảo vật hỗn độn kia. Mà trong tòa bảo khố này của Tiên Thiên Tà Đế vậy mà cất giữ tới mấy kiện bảo bối tới từ hỗn độn. Chim nhỏ, ngươi xem như biết hàng vậy. Đây là bảo vật hỗn độn lấy được từ trong Tuấn Cung. Tiên Thiên Tà Đế dưng dưng lắc ý nói. Thiên đạo chủ chết thật oan uổng. Hắn phát hiện thiên đã xuất thế, có khả năng tranh đoạt quyền trưởng khống bảo vật thiên đạo với hắn ta. Vì vậy đã mời ta tương trợ, nói muốn cùng nhau thôi động bảo vật hỗn độn sẽ có thể chấn áp được thiên đạo. Năm xưa đại tọa chính là chấn áp thiên đạo lên trên lưng của sinh vật hỗn độn. Sinh vật hỗn độn có thể khắc chế được thiên đạo, vậy bảo vật hỗn độn tự nhiên là cũng có thể. Ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, vì vậy thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đánh cắp bảo vật hỗn độn của hắn ta, sau đó hắn liền chết lình bà lình bình rồi. Đám bảo vật này cũng toàn bộ mà thuộc về ta. Cặp mắt của đám người nhất thời trợn tròn, Tiên Thiên Tà Đế càng thêm đắc ý, cười ha hả. Vậy vũ trụ nguyên dịch ở đâu? Trung Nhạc hỏi. Tiên Thiên Tà Đế đưa cho hắn một đoàn vũ trụ nguyên dịch. Đoàn vũ trụ nguyên dịch này so với đoàn của Mẫu Hoàng Đại Đế kia thì nhiều hơn một chút, thế nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Hẳn là đã bị Tiên Thiên Tà Đế dùng mất không ít. Tiên Thiên Tà Đế lại móc ra một quả tà nhãn của chính mình, vứt cho Phong Hữu Trung, sau đó thần thức ba động, truyền thụ cảm ngộ của chính mình đối với Tiên Thiên Tà Đạo cho Trung Nhạc, mỉm cười nói. Các vị, các ngươi có thể rời đi được rồi. Thật không dám giấu giếm, trong một tòa bảo khố khác của ta có chuẩn bị một cỗ thân thể khác đề phòng cho những tình huống như hôm nay. Ta lấy từ trong thánh địa Tiên Thiên Chí Tà của ta ra một đám Tiên Thiên Tà Đạo, chế tạo ra một tôn Tiên Thiên Tà Đế không có ý thức. Các ngươi mau mau chạy đi, bởi vì sự trả thù của ta rất nhanh sẽ hàng lâm tới trên đầu các ngươi. Đám người hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo sát ý, nhưng Trung Nhạc đã lắc đầu nhàn nhạt nói. Ta đã lập lời thề sẽ không hạ thủ với hắn, chúng ta đi thôi. Đám người một trận bất đắc dĩ, chỉ đành theo đường cũ mà trở về. Đợi ra tới bên ngoài loạn không lăng, Trung Nhạc tế khởi 30 kiện bảo vật thiên đạo biến thành một thế giới thiên đạo nho nhỏ. Chỉ thấy thiên khung chợt vặn vẹo, một gã nam tử không có khuôn mặt từ trên thiên không đi xuống. Thần thức hai người va chạm với nhau một cái, Trung Nhạc thôi động thiên dực của thuyền rời đi. Cũng không nói một tiếng cảm ơn sao? Trung Nhạc lắc lắc đầu, trước mặt chậm rãi xuất hiện một quyển Tiên Thiên Thái Cực Đồ, tiến hành chiếu rọi với vũ trụ cổ lão. Một hồi lâu sau, thân thể hắn chợt chấn động, nhẹ giọng nói. Tà Đế đã chết rồi. Sao? Tà Đế chết rồi sao? Trong lòng đám người Huyền Kỳ Nhị Đế và Kim Ô Thần Đế trên cổ thuyền đều cực kỳ chấn động. Táng Linh Thần Vương cũng khó có thể áp chế sự rung động trong lòng, thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Là thiên giết sao? Trung Nhạc gật gật đầu. Phải, chính là thiên giết Tà Đế. Bất quá Tà Đế vẫn có thể phục sinh, nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm về sau rồi. Hơn nữa khi đấy hắn đã là thuộc hạ của thiên. Mà trong khoảng thời gian này, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế có còn sống hay không vẫn là chưa thể nói trước được. Tiên Thiên Tà Đế cuối cùng vẫn là đã chết. Hắn đã bị Trung Nhạc bán cho thiên, hơn nữa đã bán một cái giá thật tốt. Trung Nhạc biết rõ thiên một lòng nghĩ muốn khống chế Tiên Thiên Tà Đế, nhờ đó khống chế Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế, từ đó trưởng khống vũ trụ cổ lão, nhất chúng sinh vũ trụ cổ lão vào trong bản đồ tế tự thiên. Cho nên thiên nhất định cần Tiên Thiên Tà Đế phải chết một lần, sau đó mới có thể khiến cho thần ma trong vũ trụ cổ lão mất cân bằng. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế mới có khả năng vì vậy mà mạnh mẽ xuất thủ. Sau khi Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế lưỡng bại câu thương, khi đó Tiên Thiên Tà Đế đã phục sinh, lại bị thiên nắm trong tay. Nếu Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế không muốn chết, vậy chỉ có thể đầu nhập vào chỗ thiên mà thôi.
Trung Nhạc đã lên tiếng yêu cầu, Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lần này Trung Nhạc bán tiên thiên tà đế cho Thiên. Đồ vật đổi lấy cũng rất đơn giản, đó chính là một lời hứa của Thiên. Lời hứa giúp hắn mở ra một thành phong ấn huyết mạch cuối cùng. Cùng Trung Nhạc trở về 10 vạn năm trước, đi gặp Hắc Đế, đi gặp Tôn Đạo Thần kia. Đây là chướng ngại lớn nhất để hắn tu thành tiên thiên. Thiên đã đáp ứng yêu cầu này của hắn, lúc này hắn mới nói cho Thiên biết địa điểm tiên thiên tà đế ẩn thân. Thiên muốn trưởng khống vũ trụ của lão cũng không dễ dàng như vậy. Trung Nhạc thôi động thiên dực của thuyền bay đi, quay trở về tổ đình, trong lòng thầm nghĩ. Tiên thiên tà đế đúng là đã bị hắn trưởng khống rồi, nhưng phải mất thời gian mấy trăm năm mới có thể phục sinh trở lại. Dù sao tiên thiên tà đế cũng quá mạnh, mà trong thời gian mấy trăm năm này sẽ có vô số biến số phát sinh. Sự tình phát triển tuyệt sẽ không tiến hành đúng theo những gì Thiên đã dự đoán được. Nói không chừng vũ trụ của lão sẽ phát sinh một trận đại biến cục. Một trận đại biến cục mà hắn cũng không lường trước được. Một trận đại biến cục trước giờ chưa từng có kìa. Thiên dực của thuyền tiếp tục vỗ cánh bay đi. Qua không bao lâu, Kim Ô Thần Đế rời thuyền, cáo biệt đám người Trung Nhạc, lên đường mà trở về Thăng Cốc. Trước khi hắn rời đi, Trung Nhạc không quên dặn dò: Thần Đế, đại chiến thần ma sắp sửa phát sinh. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế đều sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh này. Kim Ô Thí chỉ sợ cũng sẽ bị Tiên Thiên Thần Đế mộ binh tham chiến. Kế sách hiện tại chỉ có co rút lại binh lực của mình, cố thủ Thăng Cốc mà thôi. Nhất định không được để cho binh lực của chính mình mà rời khỏi Thăng Cốc, bằng không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Trong lòng Kim Ô Thần Đế nghiêm nghị, quay trở về Thăng Cốc, lập tức triệu tập các bộ binh mã đang chinh chiến bên ngoài, toàn quân co rút lại, cũng triệu hồi hết thảy các tộc nhân bên ngoài trở về Thăng Cốc. Trung Nhạc thôi động thiên dực của thuyền trở lại tổ đình, trầm ngâm trong chốc lát, lập tức hạ lệnh kiểm kê binh mã, ra lệnh đại quân thao luyện chuẩn bị chiến tranh. Trong thánh địa Chí Tà, tòa tiên thiên thánh địa này đang trong lúc bất chợt đại phóng quang mang, vô số tiên thiên tà đạo sôi trào. Tòa thánh địa đột nhiên chậm rãi vận chuyển, đang tích xúc sinh mệnh. Cũng không lâu lắm, thiên khung vặn vẹo, xuất hiện một đạo vết thương cực sâu đang ào ào chảy xuống huyết dịch như thác nước vậy. Trên thiên không, một đạo thân ảnh từ từ hạ xuống, đáp xuống trong thánh địa Chí Tà, biến thành một gã nam tử không có khuôn mặt, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng ở nơi đấy, lặng lặng quan sát động tĩnh của thánh địa Chí Tà. Thiên. Sâu bên trong thánh địa Chí Tà, giữa vô số đại đạo tà đạo dây dưa, có một sinh mệnh đang dần dần xúc tích. Hình dáng của nó như quả trứng, trong quả trứng phát ra một tiếng thở dài. Thiên bình thản nhìn quả trứng lớn kia, hết thảy trong quả trứng lớn kia đều không thể gạt được thiên nhãn của hắn. Tà đế, ngươi hiện tại đã phục hay chưa? Thiên nhẹ giọng hỏi. Phục rồi. Sinh mệnh đang dưỡng dục kia chính là tiên thiên tà đế vừa mới phục sinh. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên tự giễu nói: Ta tự cho là có thể thao túng thế cục của thiên hạ, đùa bỡn tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế trong lòng bàn tay, đùa bỡn chúng sinh trong lòng bàn tay. Không ngờ kết quả lại bị tiên thiên thần do chúng sinh tế tự bắt được. Không ngờ lại bị một tên phục khi nho nhỏ bán đứng như vậy. Đáng giận, đáng tiếc mà. Thiên, hắn bán ta cho ngươi đã bán cái giá như thế nào vậy? Thiên bình tĩnh vạn phần nói: Giúp hắn giải trừ một đạo huyết mạch nguyền rủa cuối cùng. Tiên thiên tà đế trong quả trứng nhất thời ngẩn ngơ, đột nhiên cất tiếng cười to, cười tới mức quả trứng kia cũng nhảy lên nhảy xuống, tựa hồ đã nghe được một chuyện buồn cười nhất thiên hạ vậy. Người sao lại không khôn ngoan như vậy? Tiên thiên tà đế châm chọc nói: Thiên à thiên, không ngờ ngươi lại đáp ứng hắn ngu xuẩn như vậy. Ngươi có biết muốn giải trừ một tia huyết mạch nguyền rủa cuối cùng, ngoại trừ phải đối mặt với Hắc Đế ra, còn phải đối mặt với một tôn đạo thần nữa hay không đấy? Ngữ khí của hắn như cười trên nỗi đau khổ của người khác vậy. Một tôn đạo thần chân chính kìa, ngươi chịu nổi hay sao? Thiên vẫn như cũ vạn phần bình tĩnh, từ tốn nói: Có người giúp ta nhất thống vũ trụ cổ lão, thống nhất tín ngưỡng, ta sẽ có thể chịu nổi. Tiên thiên tà đế liên tục cười lạnh, cười hăng hắc nói: Như vậy ngươi cũng ăn không tiêu đâu. Ngươi căn bản không biết ngươi phải đối mặt là cái gì. Thiên mắt điếc tai ngơ, đột nhiên giơ tay kéo ra một tia khí hỗn độn, bình tĩnh vạn phần nói: Khế ước hỗn độn. Tiên thiên tà đế bất đắc dĩ, chỉ đành ký kết khế ước hỗn độn với hắn, sau đó cười lạnh nói: Ngươi sẽ chết, thật sự sẽ chết kìa. Ngươi không biết vị tồn tại bày ra phong ấn luân hồi kia kinh khủng tới mức nào đâu.
Người thật sự sẽ chết kìa. Trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của Thiên đã có thêm vài cái nếp nhăn, phảng phất như đang cười vậy. Người sẽ cùng ta trở lại 10 vạn năm trước. Chẳng những người sẽ đi, Tiên Thiên Thần Đế, Ma Đế cũng sẽ theo ta trở lại. Ta sẽ không chết, thế nhưng các ngươi thì khó mà nói trước được. Tiên Thiên Tà Đế nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi chán nản. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 313 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.